Nha, chào các bạn đã quay trở lại với Đi Đường Làm Đấy nha. Đã lâu lắm rồi. Tôi núp núp gió tránh bão giờ tôi đang quay trở lại. Tôi đang cầm mấy quả trứng mà tôi đang đi nãy tôi đang đi kiếm đi test mấy cái hang này nè. Đây các bạn thấy không? Đây có một lỗ nè. Đây. Quan sát kỹ đây có một lỗ thấy không? Rồi ok. Tôi đang banh nhẹ cái lỗ ra. Đây nè. Trứng gà tôi đã chuẩn bị sẵn trứng vịt rồi nè. Đây nè, trứng vịt nè thấy không? Tôi sẽ búng. Cứng quá. Đó, ok. Tôi sẽ bắt đầu tôi bóc trứng vịt ra. À thấy không, trứng vịt đã bóc ra rồi nè. Rồi ok. Nhìn là bạn sát kỹ này nha. Tôi sẽ cho vào trong cái. Đây cho nhét quả trứng vào trong cái hang này. Đây nữa, ở đây có một cái hang mới nè. Đâu rồi? Đây, bạn thấy không? Tôi sẽ bắt đầu tôi bẻ cái hang ra đấy. Bẻ cái hang ra thấy không? Đây. Đây một cái hang nè, cái hang này nó rất là thon tròn, tại vì tôi biết có một cái con thuộc dạng trường nó ở trong đây nè, trứng gà nè, chúng ta sẽ bóc ra trứng vịt nè. Rồi ok các bạn quan sát kỹ nè, đây tôi sẽ bóc vào đây. Rồi một lỗ, chúng ta sẽ bắt đầu đi. Đây mấy lỗ nè, cái đồng lúa rất thơm mặn, các bạn rảnh đi về đây tôi dẫn đi ra cái đồng lúa rất là bát ngát. Đây có một lỗ nè. Đây cho các bạn xem nè. Không mà lỗ này khô bỏ đi. Lỗ này tôi nghi là cái lỗ này nó bỏ đi rồi. Đây. Các bạn quay cho chị bạn một cái lỗ nè. Qua đây. Đây. Bạn thấy không? Đây. Đây một cái dấu lỗ đang sùi sùi nè, thấy không? Đấy, thấy không? Rồi. Đây. Tôi bắt đầu tôi banh ra. À cái lỗ này đi xuống dưới đây. Đây có một cái lỗ nè. Rồi ok. Tôi banh đây thấy không? Đó. Cái đường đi nó trường nè, trơn trơn thấy không? Cái dấu đường trường trơn trơn thấy không? Rồi ok. Các bạn này quan sát kỹ nè. Tôi bắt đầu tôi lấy thêm một quả trứng. Quả trứng trứng vịt. Nè, rồi, bạn quan sát kỹ. Nè, tôi sẽ ốp ở trong vịt vô đây. Ốp vịt vô thẳng trong cái hang luôn rồi. Tôi để đó. Rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đường này à. Không mấy hang này hư hết rồi. Xem nè. Đây trường đây nó trường qua bên đây luôn. Đây cho bạn xem, bạn qua đây xem nè. Đây nè, bạn thấy cái dấu trường không, bạn thấy cái dấu trường đi không, cái dấu trường nó đi nè, trong cái hang nè. Đây có một cái hang nè, cái dấu trường đây bạn banh ra bạn thấy là có dấu trường ở trong lúa, dấu trường đây là có hang rồi. Ok các bạn xem tôi nè, kỹ nha, tôi sẽ úp vô trong một cái lỗ này. Rồi ok, dọc cái bờ ruộng này như hết rồi bạn ơi. Bạn biết tại sao tôi đặt quả trứng ở trong đây không? Tí nữa các bạn sẽ biết. Đặt trong cái đường hang, đây là cái đường hang đi nè, rõ ràng là cái đường hang đi, bạn thấy không, cái đường hang vẫn còn cái dấu lường nó đi từ dưới nước đi lên nè. Chúng ta sẽ đặt một quả trứng trước miệng hang đó. Để vậy là tôi đặt 4 quả trứng vô trong 4 cái hang rồi. Ok giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi hút thuốc, chúng ta sẽ bắt đầu chờ. Quan sát kỹ từ xem ơi, cái con gì con gì từ quan sát kỹ từ gì đó, nhúng cái con gì đây, đây ôi thấy chưa, một con lươn nó vô đây nó ăn trứng bạn ơi. Vậy là cái đường đi là đường đi của hang lươn, nó vô đây nó ăn trứng. Chạy. Mày ăn tổ cậu ao lươn. Lươn sao bắt tay được. Uống cái ra. Đây nè. Đây là bạn quan sát kỹ nè. Cái dấu hiệu xùi xùi đây là chứng tỏ là có con ăn nè. Đó đi, còn nhúng nhúng thấy chưa? Thấy chưa? Nó vô nó ăn nè. Đấy. Mà thấy gì chưa? Wow. Đang sạch trứng luôn nè. Đang ngóng góc từ đó tôi bắt ra. Ấy. Thôi rồi. Lại chạy nữa rồi. Kì đó. Quên. Hỏi ghê. Đi đứng lại đi. Wow, cái hàng này kìa. Nãy giờ bắt lương một bắt hoài. Ông nãy có 22 cái này đâu ta?
Trời ơi, xong rồi anh ơi. Đây nè. Đi rồi, dấu bò đi nè. Nè thấy không? Đây nè, cái dấu nó bò đi nè. Trời ơi, tiếc quá. Mất quả trứng rồi. À, nó bò đây, cái hàng sâu kìa nè, cái hàng đó nè. Chắc nó bò đi rồi. Cái mùi trứng các bạn, tại vì cái mùi trứng nó tanh, nó rất dễ được dụ mấy cái con mà ăn trứng á. Mấy sao nữa. Ba trứng, đây anh ấy đặt 4 trứng đúng không? À, cái hang này nè. Để xem thử coi. Nó không có dấu hiệu gì hết ta. Ờ, cái hang này không có bạn ơi. Cái hang một là không có, hai là nó không ra ăn. Vậy trứng vẫn còn nguyên luôn nè. Nè, trứng vẫn còn nguyên luôn. Còn nguyên lòng đỏ luôn. Rồi cái hang đây, cái lỗ nè, cái con lươn này cũng to á. Nè, cái đường lỗ nè, cũng to. Rồi, cái hang này nó không ăn bạn ơi. Vậy cái này nè, tùy thôi. Chúng ta bẫy cho chúng ta dụ lưa ra thôi, chứ có con có con không, nói chung cũng tùy hên xui. Nói chung là làm này cũng hên xui chứ không bẫy cái nào cũng có. Nếu như bạn nhớ đăng ký bật chuông nha. Chào lại các video lần sau. Bây giờ vậy thôi. Chứ lương bắt tay không được.